Thật ngon. Hỏi nghe cha em chồng á, cha em chồng lâu chưa? Em không biết nữa, nhưng mà hồi nhỏ là em thấy rồi đó. Phương ơi. Dạ. Hello con. Chị gọi em có gì không? Ẩm đế giùm chị đi chợ mua đồ chút xíu. Chị cô ẩm nè. Ẩm nha. Bye bye. Bye, dạ. Bye, bye, bye mẹ nha. Chị đi bye. Nha. Bye. Bye. Bye con nha. Bye. Bye. Bye anh kia. Bye. Không, mình ẩm bé vô nhà ha. Dạ. Yeah. Đi. À, cầm đi con cầm nha. Giỏi quá. Đi qua cô nè, đi qua cô nhỏ nè. Đi, đi qua cô. Đi, đi, đi qua đây nè. Qua cô nha. Hay là Hương ở đây đi giữ bé nha, chị ra ngoài làm ít đồ chơi cho bé chơi. Có này chơi với cô Hương nha. Cô nhỏ mất cái này cho con nghe. Nè, cô hỏi cho con nghe nha. Ơi, cháu gái hả? Dạ, chú Bảy cho con xin ít sữa dê nha. Để chú ấy cỏ con cho dê ăn dùm chú của chú lấy đời con lấy sữa nha. Dạ. Xích giường cho con gái nghèo tính khác đàng hoàng. Dạ. Ở đây cái này thì được cái này nha. Không có cái gì hết, cây nào đứng cũng được hết. Dạ. Cái cây nào mà tối bước đi trở về bên đây. Trở về bên đây mình cũng đi qua bên đường. Mình đi đi cùng mình. Thank you.
như vậy đi. Chú Vịnh nha. Con đuổi đi con nha. Con đuổi đi con nha. Giúp nước nhà con nha. Dạ con cảm ơn chú Bảy. Thôi chú Bảy cũng cháu về. Cô xin về cho con nghe nó không? Kê cười.